em cười. Bạn bè từ khắp nơi nay quay về chào đón trong ngày vui thiết tha. Cần ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng buổi xuân hôm nay. Cùng đời từ che chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai tìm ra người. Anh nhìn ngắm khắp nơi này, bạn bè đến qua đông vui. Xuân sang đây hát tin ta cùng đàn nhịp trong từng bước thật tình vui. Để bao giữ giữa lung linh, nào cùng tất tin ca bạn, nào cùng nhau hay vui trong lần đất nước ta quen nhiều bạn bè. Ôi mùa mang đến bất ngờ. Các bạn, hội ngộ bất ngờ cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Đến với hội ngộ bất ngờ, các bạn có thể nghe những bài hát dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca, ôn lại các câu ca dao tục ngữ rất đáng yêu của ông cha và có thể tham gia cả trò chơi dân gian đầy hấp dẫn. Thưa quý vị, hai đội đã sẵn sàng và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cổ vũ cho các thành viên mới của chúng ta. Quý vị các bạn thân mến, mỗi vòng thi chúng ta có 60 thành viên sẽ bấm bàn phím bình chọn để chọn A hoặc chọn B và đó cũng là số điểm. Sau mỗi vòng thi như thế chúng ta cộng lại cuối cùng, đội nào có số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng bước vào vòng thi ăn khế trả vàng. Mà quả khế vàng giá trị của nó lên đến 5 triệu đồng. Thưa quý vị, tất cả đã được sẵn sàng. Bây giờ là phần tự giới thiệu của đội A. Xin mời! Dạ, đội Sa Le xin kính chào anh Thanh Bạch, tất cả quý vị khán giả và các bạn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. À, chúng tôi đến đây có cùng sở thích với nhau, đó là ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, chơi chủ yếu. Và đội chúng tôi đến đây, tôi xin tự giới thiệu, tôi đội trưởng là Bích Thủy. Người kế bên tôi rất là mút miếp và mũm mĩm, cái tên là Thoại Trúc. Người tiếp theo nhí nhảnh vui tính và hồn nhiên, có tên là Xuân Trường. Và người có cái biệt danh là cô bé cẳng cò chính là Nguyễn Hiền. Và cuối cùng Nhã Phương, ca sĩ của đội chúng tôi. Sở dĩ đội chúng tôi có cái tên là So Le là bởi vì có sự chênh lệch về chiều cao và tuổi tác. Và đội So Le đến đây với phương châm sống rất là đơn giản, đó là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng không biết khi nào và ở đâu mà thôi. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị và các bạn. Các bạn có thể cho biết mình đến từ những ngôi trường nào ạ? Dạ, chúng em đến từ trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Bạn học khoa gì? Dạ, em học khoa thiết kế. Còn bốn bạn còn lại?
Dạ bạn này là học đạo diễn điện ảnh. Wow. Diễn viên và bạn này là ca sĩ tương lai ạ. Xin cảm ơn. Và bây giờ là phần tự giới thiệu của đội B, xin mời. 1, 2, 3. Tôi anh chàng nhà quê đến phố rất là nai tơ, em xinh đẹp như hoa, dân phố có gần ghê ta. Đội Hai Lứa xin kính chào quý vị khán giả và các bạn cổ động viên thân mến và anh Thanh Bạch thân yêu. Wow. Đội Hai Lứa ngày hôm nay đến đây với chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ là một cái dịp may mắn được giao lưu với các bạn cổ động viên cũng như các bạn của đội A. Và ngày hôm nay đội Hai Lứa ngày hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay là có cùng chung một đặc điểm của năm thành viên, đó là năm bạn đều đến từ miền Tây Nam Bộ và cũng là năm thành viên của lớp. Và bạn đầu tiên là bạn Hải Triều, bạn ấy đến từ Cà Mau. Và bạn thứ hai, bạn Thanh Mạnh, bạn ấy đến từ Bến Tre. Và bạn thứ ba, Thanh Liêm, bạn ấy đến từ Vĩnh Long. Và bạn thứ tư, Trường Sẵn, đến từ Long An. Và mình là anh Khoa, đội trưởng của nhóm, mình đến từ Cần Thơ. Và ngày hôm nay phương châm của Hai Lứa đến đây là ai thì đứng nhất, tôi xin đứng nhì. Nếu ai thắng nữa, tôi thì đứng ba. Và ngày hôm nay phương châm của Hai Lúa sẽ không phải là như vậy, và Hai Lúa sẽ nhất quyết sẽ là người đứng đầu và giành được quả khế to nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Hai đội với quyết tâm cao độ để cùng nhau trải qua các vòng được mang tên vòng thi hát chân ca. Hai đội có dịp thử sức với một bài dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca. Và thưa quý vị, làm thế nào để năm thành viên cùng phối hợp biểu diễn thật ăn ý để tạo nên một sự ấn tượng nơi 60 thành viên đang có mặt ở kia? Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin nhường sân khấu cho đội A. Sau đây đội Sole xin trình bày ca khúc của nhạc sĩ Trúc Quỳnh được mang âm hưởng dân ca, đó là bài Phải Duyên Hay Nợ. Thưa quý vị, và bây giờ phần dự thi của đội B, đội Hai Lúa. Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Và bây giờ đội Hai Lúa xin gửi đến các bạn một ca khúc dân ca được mang tên Đắng Khổ Qua. Thưa
Về thăm quê em nơi trăng vừa xanh, soi mình dòng đưa chạy quanh. Về thăm chốn nào hai mùa mưa nắng dãi dầu cù lao, càng thấy đẹp sao bóng vừa nghiêng nghiêng, dòng nước vừa tươi như dòng sữa mẹ, như tình quê hương lại ru yêu thương qua những đêm trường. Trời sao dần dần anh nhớ đêm nào, nhớ đôi mắt em, nhớ mùi tóc quen, nhớ câu em hò bên những chuyện đò. Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu hát đôi lời thiết tha trong ngần ngần tình biển quê. Nhớ em xứ dừa từ bay cho dừa, cho dừa người ơi. Trên khúc qua em mời người hương xa, người phương xa đang có hoa sao ngọt liềm trong ta. Thưa quý vị, và bây giờ để phân định thắng thua trong vòng thi này thì 60 thành viên sẽ có nhiệm vụ quyết định. Xin mời, bắt đầu. Kết quả như sau, đội Sole 29 điểm, chúc mừng. Và đội Hai Lúa 31 điểm, chúc mừng. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi hát dân ca. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị các bạn ơi, các bạn có biết là trong vòng thi này thời gian chỉ là 5 phút, hai đội sẽ chọn các câu ca dao tục ngữ có từ khó hoặc là từ dễ, và cuối cùng cộng lại đội nào nhiều câu hơn, không được đọc sai hoặc là đọc lại câu đã đọc thì các bạn sẽ được bình chọn nhiều điểm và chiến thắng trong vòng thi này. Tôi xin đọc một câu làm mẫu. Ai ơi, ai ơi, ai ơi, gương dở khó hàng, chỉ đức khó nối, người ngoan khó tìm. Hay Lúa xin mời xuất phát. Ân tình này đỡ khó trông, ngại nhân như nước tràn đồng, khó ngăn, khó ngăn cái mặt khó ngăn. Hey, hey. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó thở, khó phân trần, bắt không xem mà rối ruột không dần mà đau. Hey, ha. Có làm thì mới có ăn, không dừng ai dễ đem phần tới cho. Dí dầu, dí dầu, cậu dán đóng đinh, cậu tre lắc lẻo, gặp gình khó đi. Hay, hay. Có gì mà không nói đi, để anh trông đứng trông ngồi vậy em. Hay, ăn ở có nhân 10 phần chẳng khó. Mèo lành ai dễ cắt tay, vợ hư chồng để khoe tài giàu đâu. Hay, hay. Khôn, chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn kêu tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay, chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công thắng ngày. Hay, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần tới cho. Hay, ông thì xới xới đơm đơm, ông thì ứ hự, ông thì ứ hự, nồi cơm khó còn. Hay, dò sông dò biển dễ dò, ai ngờ bà lấy thuốc mà đo lòng người. Hay, trầm,
lầm, trong cái dễ nó ló cái khôn. Lũa tre, lũa tre một chiếc khó cầm, thương anh ở dậy âm thầm sao nâng. Oh yeah. Khúc sông, khúc lỡ, khúc bồi, thương em, khó đứng, khó ngồi với em. Làm dâu khó lắm anh ơi, cho ăn cơm thôi. Làm dâu khó lắm em ơi, cho ăn cơm sống chồng thôi là vừa. Muốn cho có đó cùng đây, một cây hái dễ nên rừng sơn lắm. Đường dài người chạy bạc tâm, người thương có nghĩa trăm năm khó chờ. Chuyện đời chẳng ít thì nhiều, không dưng ai dễ đặt điều cho ai. Xin mời, chủ đề khó hoặc dễ đội à tiếp. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Câu này đội B đọc rồi, xin mời câu khác. 5, 4, 3, 2 và 1, mất một lượt. Giờ đội B, xin mời. 5, 4, 3, 2 và 1, quề nhau một lượt. Đội A trở lại, xin mời. Khó thì hết thảo hết ngay, công cha cũng bỏ, nghĩ thầy cũng quên. 5, 4, 3. Khó chi khổ lắm ai ơi, nên dễ thì ta sẽ mau sum dậy. Chè ngon nước cát xin mời, nước non, non nước, nghĩa người khó quên. Nên rừng há dễ một cây, muốn cho có đó cùng đây sum dậy. Quỷ mục dễ đung chồng, lành dễ khiến chồng khôn khó chịu. Ngọc vàng ai nỡ bán rau, tìm người tài giỏi mà trao ngọc vàng. Đội A tiếp tục. Cơm nhà thì ngon, cơm nhà thì ngon, cơm nhà dễ khiến ba bà bốn chuyện kháo chuyện nàng dâu. Không, không ai khó ba họ, không ai khổ ba đời. Không ai giàu ba khổ, không ai khó ba đời. Tiếp tục. Ăn xin cho đáng ăn xin, lấy chồng phải chọn dễ nhìn dễ ưa. Nói chi cao cách khó nghe, củi vàng, ngọc vàng khó kiếm, củi che dễ tìm. Da trắng ăn nắng, da đen mà dễ hàng. Oh yeah, thời gian đến. Thưa quý vị, hai đội với một quyết tâm cao độ, làm thế nào để đạt nhiều câu và ghi được điểm nơi 60 thành viên. Và trong đó có thời gian gấp rút quá, hai đội đều bị mất một lượt nhưng mà cũng hòa nhau. Cuối cùng thì cũng có sơ suất chút xíu là đọc lại câu đã đọc rồi. Và bây giờ thì cảm nhận 60 thành viên sẽ quyết định bình chọn cho đội nào. Xin mời cầm bàn phím lên, bắt đầu chọn. Kết quả như sau: đội Sole 27 điểm, chúc mừng. Và đội Hai Lúa 33 điểm, chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa kết thúc vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Đang đến vòng thi thử tài biểu diễn. Thưa quý vị, trong vòng thi này chúng ta có một vị khách mời là ca sĩ trình bày một ca khúc. Hai đội làm thế nào quan sát theo dõi thật kỹ từ phong cách đến giọng hát, làm thế nào càng giống với ca sĩ ấy càng tốt. Thưa quý vị, bài hát Aya do chính người ca sĩ này sáng tác. Mời quý vị cùng gặp gỡ với nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao. Thật ra được bao nhiêu lâu, ngày anh và em quên biết nhau. Và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói, sống vui vẻ anh chọn đây nhé em. Ây da, ây da, ây da, ây da.
Các bạn, chúng ta vừa đến với bài hát Aya do chính Bích Thu sáng tác. Tại sao bạn sáng tác bài có cái tên rất ấn tượng như vậy? Tại vì bây giờ thì Hữu cũng rất là bất ngờ, cho nên là Hữu cũng hay thường có những cái sự gọi là bất ngờ, thì Hữu hay trả lời bằng Aya, không biết làm gì đây, không biết trả lời như thế nào đây. Sao đây Aya, sao đây à? Còn nếu mà nhéo đau quá thì gọi là Uya không? Uya. Rồi, bây giờ bạn sẽ trình bày lại đoạn ngắn của bài hát này thôi. Hai đội sẽ hết sức quan tâm theo dõi, làm giống y chang như bạn. Dạ. Bạn làm càng ấn tượng, càng tốt. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay, Lương Bích Hữu. Aya. Xin chào. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao? Thật ra được bao nhiêu lâu ngày anh và em quên biết nhau, và bây giờ nghe trong tay một câu người yêu thế nói, sống vui với anh trọn đời nhé em. Ai nhớ ai nhớ ha, ai nhớ ai nhớ ha, nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ai nhớ ai nhớ. Và các bạn, và bây giờ thử tài biểu diễn của đội A với bài hát Aya. Bây giờ nghe trong tay một câu người yêu khẽ nói, sống vui với em trọn đời nhé anh. Aya aya ha ha, aya aya ha ha, em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Aya aya ha ha, aya aya ha ha, đành cho chị đến sau này cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Và bây giờ thử thách lớn hơn với bài hát của Lương Bích Hữu, nhưng mà đội nam sẽ trình bày. Thưa quý vị, đội B. Aya. Xin mời. Một ngày
ngày thật vui xuân sao một chuyện tình vui đây sao. Thật xa được bao nhiêu lâu ngày anh và em quen biết nhau, và bây giờ nghe trong tay một câu tình yêu khẽ nói, sống vui với anh trọn đời nhé em. Ây da ây da, ây da ây da, em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da ây da, ây da ây da, đắn đo chỉ đến sau này cuộc đời hạnh phúc sẽ đến rồi. Thưa quý vị, bây giờ Lương Bích Hữu mới rất là hoang mang, không biết mình như thế sao. Bạn sẽ thấy hai đội đã thể hiện giống bạn đến mức độ nào. Bạn có thể nhận xét về bài hát, về giai điệu cũng như về phần biểu diễn. Xin mời bạn, đội A ra sao? Theo như Hữu thấy thì đội A thì có vẻ được nhí nhảnh hơn. Và đội B thì cũng có thể nói là bởi vì nam cho nên là không thích hợp với bài này nhiều cho lắm. Cho nên là Hữu cũng có thể là thông cảm cho cái phần mặt đó. Cảm ơn. Thưa quý vị, bây giờ 60 thành viên có nhiệm vụ cầm bàn phím và quyết định bình chọn A hay là B. Xin mời. Thưa quý vị, kết quả các số điểm của hai đội như sau. Đội Sole 23. Yeah, chúc mừng. Và đội Hai Lúa 37. Chúc mừng. Xin cảm ơn Lương Bích Hữu đã đến với hội ngộ bất ngờ. Vòng thi thử tài biểu diễn tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Đến với trò chơi dân gian ô ăn quan. Thưa quý vị, mỗi đội trong vòng thi này sẽ sở hữu 25 quân và 1 quan. 1 quan thì tương đương với 10 quân. Thời gian 7 phút. Suy nghĩ trước khi xuất phát 10 giây. Cuối cùng đội nào có nhiều quân và quan hơn sẽ là đội chiến thắng. Xin mời xuất phát sẽ là đội Hai Lúa. Hai Lúa quyết định đi từ ô B1 về cánh phải. Rải cờ vào ô quan, rải cờ vào các ô còn lại. Xin lưu ý, hai cột cờ ô quan có hai cờ trở lên thì mới có thể ăn quan. Tiếp tục, hết cờ thì lấy từ ô tiếp theo, rải tiếp. Chừng nào tìm được ô trống dừng lại có thể ăn. Ô, chưa được ăn quan là bởi vì phải có một cờ. Bạn mất cơ hội cho đợt tiếp theo. Xin mời đội A. Đội A quyết định đi từ ô A2. Rải tiếp tục cho các ô còn lại. Tìm ô trống thì có cơ hội ăn quan, lấy từ ô B5 đi tiếp. Chúng ta đang đến với trò chơi dân gian ô ăn quan trong chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Tiếp tục, rất tiếc dừng lại ô A1 ô quan. Khi được nữa, xin mời đội B. Xuất phát từ ô B1, cho vào ô quan, lấy cờ toàn bộ A1, rải tiếp. Rải cờ vào ô quan, rải cờ vào ô trống và đã tiếp tục tìm cơ hội ăn quan. Tiếp tục từ ô B2, rải tiếp. Chúng ta đang tiếp tục với phần đi ô mặt quan của đội B tìm cơ hội. Và lên đây dừng lại ô quan không đi được nữa rồi. Đội A chuẩn bị xuất phát. Một cờ từ A1 đi về cánh phải, tiếp tục lấy con một số cờ A3 rải tiếp. Tìm ô trống thì có thể chiến thắng lá cờ ô tiếp theo. Chúc mừng an toàn bộ ô A2, ăn luôn A4. Wow. Xin chúc mừng đội A. Và bây giờ là phần xuất phát tiếp theo của đội B. Lấy ô B1 đi về cánh trái, tiếp tục ô B4 rải vào B5, rải vào ô quan, tiếp tục vô còn lại. Tìm cơ hội có ô trống, vâng, rải vào A4, A3, A2, A1, tiếp tục rải vào ô quan.
rải vào ô B1, lấy hai cờ của B2 đi tiếp. 1, 2, B5 xuất phát tiếp tục. Tìm ô trống để có thể ăn cờ, để có thể ăn qua. Đẩy tiếp vào ô A4, lấy cờ A3 vào A2, A1 cho bộ ô quan B1 trở lên B2, lấy con bộ cờ B3 đi tiếp. Và đi nhiều vòng quá, không biết gặp ô trống nào không. Tiếp tục B5 cho quan đẹp luôn các trong mặt rồi, cố lên. Bạn đang tiếp tục rải cờ để tìm ô trống. Vâng, rải vào ô quan ô B1, rải vào B2, trống ăn được hai cờ, dù chạy ba vòng không sao cả, có còn hơn không. Tiếp tục đổi A, một cờ tiếp tục cho vào A4, lấy con bộ cờ A5 và rải tiếp cho vào ô quan, cho vào ô B5, B4, B3, B2, B1. Có cơ hội ô trống hay chưa? Các bạn có suy tính kỹ chưa? Anh liên tiếp A2, A4, yeah! Chúc mừng! Anh luôn quang! Quá là may mắn, sự tính toán khá là kỹ lưỡng, chi li và chính xác. Vâng, đợi B, cố lên! Lấy ô B1, đi tiếp. Rồi, không còn đi được nữa. Đội B tiếp tục đi, bởi vì đội A đã hết cờ. Nhanh lên, cơ hội gần kề. 1, 2, 3, ăn qua, rút mừng. Xin mời hai thành viên đi cờ lên tổng kết số cờ của mình. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tổng kết số cờ và số quan của đội A. Dạ, em lãnh được 30 cờ và 1 quan. Chúc mừng. Và bây giờ là kết quả của đội B. Em lãnh được 11 cờ và 1 quan. Như vậy, chiến thắng đã thuộc về đội A, xin được chúc mừng. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi trò chơi ô ăn quan. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn.